Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Quý vị thân mến, theo quan niệm nhân tướng học, nốt ruồi son trên cơ thể là biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, phú quý. Và với mỗi vị trí xuất hiện khác nhau, các nốt ruồi son tương ứng cũng thể hiện được một phần tính cách, vận mệnh của gia chủ. Bởi vậy mà nốt ruồi son còn được dân gian gọi là nốt ruồi phú quý, nốt ruồi tài lộc. Và bất kể ai sở hữu nốt ruồi son thì cũng đều tin tưởng, hy vọng rằng mình có lá bùa hộ mệnh, làm việc gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi. Về cuộc sống lẫn sự nghiệp tốt lành vô cùng, có được gia đạo bình an và hạnh phúc đong đầy viên mãn. Đặc biệt là những nốt ruồi son xuất hiện tại 7 vị trí độc đắc sau đây. Vị trí thứ nhất, nốt ruồi son mọc trên trán. Trong nhân tướng học, vầng trán đại diện cho trí tuệ, sự tinh anh, lỗi lạc. Còn nốt ruồi son đại diện cho vận may, tài lộc, phú quý. Vì vậy, người nào có nốt ruồi son trên trán, không cần biết ở vị trí cụ thể nào của trán, cũng đều được nhận xét là người đặc biệt may mắn. Bởi theo thuật nhân tướng luận giải, đây là vị trí nốt ruồi hưởng vinh hoa phú quý và được quý nhân phù trợ. Những người này dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống thì luôn có người đứng ra để giúp đỡ và nhanh chóng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Do đó, những người sở hữu vị trí nốt ruồi này thường có được thành công. Đường tình duyên của họ cũng tương đối thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, ít xảy ra tranh cãi. Vị trí thứ hai, nốt ruồi son mọc ở tai. Nhân tướng học cho hay, những người sở hữu nốt ruồi son ở tai thường là người có phúc khí, tương lai phần lớn sẽ sống trường thọ. Đây là một nốt ruồi đặc biệt may mắn khi đem lại sự thành công trong cả công việc, tình duyên và sức khỏe. Sau khi con cái trưởng thành, họ sẽ có được cuộc sống hưởng phúc từ con cháu, đa phần đều không cần lo lắng vấn đề cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ, nếu sở hữu nốt ruồi son ở phần thùy tai thì được nhân tướng học coi đây là nét quý tướng, báo hiệu người có phúc khí, số mệnh trường thọ và tài vận may mắn. Chấm ruồi son xuất hiện ở vành tai cho thấy chủ nhân rất thông minh, lễ phép. Còn sau tai nói lên sự giàu có, tiềm ẩn. Vì vậy, sự nghiệp của những người phụ nữ có nét tướng này sẽ suôn sẻ, thăng quan, tiến chức. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn về tài chính, làm việc chăm chỉ, thì về sau sẽ sở hữu khối tài sản kếch xù, sống sung túc. Vị trí thứ ba, nốt ruồi son ở cổ. Người xưa có câu, nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn. Câu này ngụ ý những người có nốt ruồi nói chung, đặc biệt chấm ruồi son nói riêng ở cổ, có tiền ăn của để, sống trong sự sung túc, ấm no và hạnh phúc. Còn đối với quan điểm nhân tướng học Á Đông, cổ được coi là giường cột của con người. Gia chủ sở hữu tướng cổ nảy nở, tròn đầy, cứng mạnh là tướng tốt, nhiều phú quý. Và nếu ở vị trí này xuất hiện nốt ruồi son, thì chiếc cổ này được mệnh danh là cổ thần tài. Bởi theo nhân tướng học, những người sinh ra có nốt ruồi son ở cổ thường là người có số hưởng, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và an nhàn trong tương lai. Họ thường không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện tiền nong,
bởi công việc rất thuận lợi, có của ăn của để cho cả con cháu sau này. Nhìn chung, đây là một vị trí nốt ruồi tương đối may mắn, nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng nếu sở hữu vị trí nốt ruồi này. Vị trí thứ tư, nốt ruồi đỏ mọc trên ngực. Đa phần nốt ruồi đỏ trên ngực đều xuất hiện ở phụ nữ. Và theo nhân tướng học thì đây chính là nốt ruồi tượng trưng cho mệnh đào hoa và được nhiều người theo đuổi. Sau khi kết hôn, những người phụ nữ có nốt ruồi đỏ ở ngực sẽ có tướng vượng phu, giúp công việc của chồng phát triển thuận lợi, nhanh chóng thăng tiến. Những người phụ nữ này luôn được đàn ông yêu thương và chiều chuộng, được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Đồng thời, họ cũng là người có kiểu tính cách thoải mái, phóng khoáng, nên luôn nhận được sự quý mến của những người xung quanh. Vị trí thứ năm, nốt ruồi son mọc trên bụng. Theo nhân tướng học, nốt ruồi son nằm ở trên bụng được hiểu là nốt ruồi phúc tướng, đem lại may mắn cho chủ nhân, báo hiệu hậu vận tốt lành của người sở hữu. Nam giới có nốt ruồi son ở bụng là dấu hiệu cho thấy cơ hội đổi đời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Còn với nữ giới, nốt ruồi son ở bụng thể hiện sự xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm vô cùng thu hút. Người này nhận được sự săn đón của người khác giới, tình cảm suôn sẻ, mọi buồn lo sẽ được hóa giải. Cuộc sống gặt hái được nhiều thành công cả trong học tập và công việc. Nhìn chung, theo luật nhân tướng, những gia chủ có nốt ruồi son trên bụng đa phần đều có gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa. Khi về già sẽ được hưởng lộc từ con cháu và thường gặp may mắn và thuận lợi trong công việc, cuộc sống. Vị trí thứ 6, nốt ruồi son mọc trên ngón tay. Theo nhân tướng về xem tướng bàn tay, nốt ruồi son mọc ở vị trí ngón tay, nhất là ở ngón cái, thì đa phần người sở hữu là người tự chủ, có chí hướng, lòng quyết tâm muốn đổi đời. Đàn ông mang nét tướng này thường sớm gặt hái thành công và trở thành ông chủ trong tương lai. Với phụ nữ, nốt ruồi này báo hiệu tương lai lấy chồng giàu sang, cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ vấn đề gì. Đặc biệt nếu ở đốt thứ nhất của ngón tay cái mà có nốt ruồi son, thì đó là người đào hoa vượng vận. Họ gặp nhiều may mắn về tình duyên, không phải trải qua nhiều đau khổ trên đường tình. Yêu đương thuận lợi, hôn nhân viên mãn, vợ chồng ân ái bên nhau, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, cuộc sống gia đình hạnh phúc bền lâu. Vị trí thứ 7, nốt ruồi son mọc ở trong lòng bàn tay. Theo quan niệm nhân tướng học, những ai mọc nốt ruồi son tại vị trí lòng bàn tay được ví như nắm giữ hạt ngọc trời. Nó mang ý nghĩa phú quý, tiền tài vô như nước. Cuộc sống cả đời không phải lo nghĩ về tiền bạc. Nốt ruồi đại phú đại quý này sẽ giúp cho chủ nhân gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền tài ào ào đổ về không dứt. Dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán, thì cũng đều được hưởng lộc đất trời, chẳng lúc nào thiếu thốn tiền bạc, chi tiêu thoải mái, tiền hết rồi lại có. Trong công việc, họ luôn biết cách để hoạch định mọi thứ một cách rõ ràng. Nhờ đó mà từng bước gặt hái được nhiều thành công. Họ cũng là người mạnh mẽ, kiên quyết, bình tĩnh trước những khó khăn, biến cố trong công việc
và cuộc sống, không cho phép bản thân nản chí, thất bại. Người này hậu vận rất tốt, cuộc sống sung túc, an nhàn, tài sản dồi dào, chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, còn đủ để cho con cháu hưởng phúc lộc về sau. Quý vị thân mến, như đã chia sẻ, dân gian lâu nay vẫn quan niệm rằng nốt ruồi son là nét tướng may mắn, luôn mang tới điềm báo tốt lành, sung túc và tài lộc cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, thuật nhân tướng cũng đã luận giải một số vị trí sau đây. Nếu xuất hiện nốt ruồi son thì lại mang ý nghĩa phá tướng, có thể mang tới vận xui, không may mắn cho chủ nhân. Vị trí thứ nhất, nốt ruồi son ở lệ đường. Lệ đường là vùng ngay dưới mắt, hay còn gọi là bọng mắt, được xem là vị trí của cung tử tức. Sở dĩ gọi lệ đường bởi đây chính là đường mà nước mắt chảy xuống khi khóc. Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi lệ đường bất kể màu gì, đặc biệt là phụ nữ, thường là người đa sầu, đa cảm, đào hoa, được nhiều người theo đuổi, nhưng cũng chịu nhiều buồn đau trong chuyện tình cảm, có số mệnh long đong, lận đận. Vì thế, sau hôn nhân, cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều sóng gió, trắc trở. Vị trí thứ hai, nốt ruồi son ở đuôi chân mày. Theo nhân tướng học, tướng nốt ruồi son xuất hiện ở vị trí này báo hiệu chủ sở hữu của nó có đường công danh ổn định. Tuy nhiên, về đời sống tinh thần và chuyện gia đình lại vô cùng phức tạp, nhiều buồn lo. Nếu là phụ nữ thì sẽ có vấn đề về sinh nở, trong khi đàn ông thì thường hay có xu hướng sẽ ngoại tình, dẫn đến đổ vỡ gia đình. Do đó, nốt ruồi son ở đuôi chân mày còn được coi là khắc tinh của đường tình duyên. Vị trí thứ ba, nốt ruồi son ở má. Theo nhân tướng học, nốt ruồi son xuất hiện ở má cho thấy chủ nhân là người có số đào hoa, được nhiều người theo đuổi và săn đón. Tuy nhiên, đa phần đều là đào hoa xấu, duyên đến rồi đi. Vì thế mà đường tình duyên của người này khá lận đận, yêu đương khó có kết quả tốt đẹp, hợp rồi tan. Nếu đã kết hôn, gia đình không được hòa thuận hay xảy ra đổ vỡ trong hôn nhân, đặc biệt nếu nốt ruồi này xuất hiện ở xương gò má, thì cho thấy mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng của chủ nhân sẽ có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm. Vị trí thứ tư, nốt ruồi son ở sơn căn, tức phần sống mũi, chính giữa hai mắt. Nhân tướng học cho hay, người nào sở hữu nốt ruồi son tại vị trí này thường có tính cách tự ti, bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Cuộc sống của họ phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm, đối mặt nhiều gian nan, thách thức. Mọi việc xảy ra không như ý muốn. Trong công việc, người có nốt ruồi son ở sơn căn, làm ăn cũng dễ thua lỗ, thất bại. Còn trong đường tình duyên, đây cũng là nốt ruồi cực kỳ xấu. Nó báo hiệu cuộc sống vợ chồng không hề hòa thuận, yêu thương, hay xảy ra tranh chấp, cãi vã. Vị trí thứ năm, nốt ruồi son ở mu bàn chân. Theo nhân tướng học, việc xuất hiện nốt ruồi ở mu bàn chân vốn dĩ đều là một vị trí báo hiệu vận xấu cho chủ nhân. Người sở hữu nốt ruồi dù đen hay đỏ ở mu bàn chân cũng sẽ gặp nhiều vất vả, lận đận trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sự xuất hiện ngẫu nhiên của các nốt ruồi trên cơ thể con người mang những ý nghĩa dự báo về tính cách, vận mệnh tương lai.
mỗi vị trí lại thể hiện những phương diện khác nhau của đời sống. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá phụ thuộc vào những luận giải này, mà chỉ nên coi đó là sự tham khảo, dự đoán tương lai, vận trình cuộc đời. Còn quan trọng nhất vẫn phải là sự cố gắng trong cuộc sống thực tế của mỗi chúng ta. Kính chúc quý vị khán thính giả sẽ luôn bình an, may mắn, công thành sanh toại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người thân yêu của bạn và đăng ký kênh để đón nghe video của chúng tôi mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.